Xen tuổi sông đất, sông nhà đầu năm 2024 cho gia chủ canh tuất 1970. Theo quan niệm truyền thống, vào sáng mùng một Tết, người bước vào nhà đầu tiên được coi là người sông nhà đầu năm. Vì vậy, gia chủ cần chọn người có quan hệ tương sinh với tuổi của mình, bao gồm sự phù hợp về thiên can, ngũ hành, địa chi. Mục tiêu là mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ trong ngày đầu năm mới và cả năm. Đồng thời, cần tránh những tuổi xung khắc với tứ hành, vì nếu người có tuổi thuộc tứ hành xung này sông đất đầu năm, có thể mang đến những điều xui xẻo cho gia chủ. Video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra những tuổi đẹp và hợp sông nhà nhất cho gia chủ tuổi canh tuất 1970 trong năm mới 2024 giáp thìn này. Để một năm mới xuân sẻ và gặp nhiều may mắn, mời quý cô chú và quý bạn theo dõi. Dưới đây là hai tiêu chí để lựa chọn được người mời đến sông nhà đầu năm mới 2024, chúng tôi đã tổng hợp bao gồm. Thứ nhất, người được mời đến sông nhà đầu năm mới là người phải có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh, tương hợp, tam hợp, lục hợp với chủ và và năm sông nhà đầu năm 2024 này. Thứ hai, một việc cũng rất quan trọng sau khi đã chọn được tuổi tốt sông nhà năm 2024 tuổi canh tốt 1970 là vấn đề đạo đức nhân phẩm của người được lựa chọn. Người được chọn phải là người có đạo đức nhân phẩm tốt, là người mạnh khỏe, có tính cách vui vẻ, cởi mở. Đồng thời nếu người được mời đến đang ăn nên làm ra thành đạt sẽ giúp gia chủ bước sang năm mới 2024 thành công trong kinh doanh làm ăn gia chủ cũng cần chú ý tránh mời những người đang có tăng sự đến sông nhà sông đất cho mình đầu năm mới nếu gia chủ đang có tăng cũng nên tránh đến sông nhà cho người khác kẻo mang vận đen cả năm đến cho người khác còn một việc cần chú ý là tuyệt đối kiêng cự là mời người đang mang bầu đến sông đất cho gia chủ cũng như người mang bầu cần tránh đi sông đất cho người khác đầu năm mới đi chúc tết thì qua trưa mùng một hãy đi Chủ nhà sinh năm canh tuất 1970 muốn tìm được tuổi đẹp để sông đất. Sông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi sông nhà xấu với tuổi canh tuất cũng như đối với năm giáp thìn 2024. Dưới đây là 10 tuổi xấu với gia chủ canh tuất, chọn người sông nhà năm giáp thìn thì tuyệt đối phải tránh, bao gồm các tuổi Tân Hợi 1971, Đinh Dậu 1957, Quý Tỵ 1953.

Vậy tuổi nào sông nhà tốt cho kỷ dậu 1970 mang lại may mắn và tài lộc? Người đầu tiên đến sông nhà vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là người quyết định đến tài lộc, sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Theo cách lựa chọn mời người đến sông nhà ở phía trên thì dưới đây sẽ là danh sách 10 tuổi tốt nhất đến sông đất đầu năm 2024 cho gia chủ tuổi kỷ dậu 1970 bao gồm. Vậy tuổi nào sông nhà tốt cho canh tốt 1970 mang lại may mắn và tài lộc? Người đầu tiên đến sông nhà vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là người quyết định đến tài lộc, sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Theo cách lựa chọn mời người đến sông nhà ở phía trên thì dưới đây sẽ là danh sách 10 tuổi tốt nhất đến sông đất đầu năm 2024 cho gia chủ tuổi canh tốt 1970 bao gồm. 1. Tuổi canh tí sinh năm 1960

Tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. 9. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. 10. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến sông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Trường hợp trong làng xóm không có tuổi nào ở danh sách phía dưới đây đến sông nhà được, hay họ có việc không đến được thì gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ. Gia chủ tuổi canh tuất thì nên mời các tuổi dần, ngọ, mão để mời đến sông nhà đầu năm 2024. Sau đây chúng tôi sẽ giải đáp 6 câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi canh tuất 1970 năm 2024 như sau. 1. Sinh năm 1970 bao nhiêu tuổi năm 2024? Tuổi canh tuất 1970 trong năm 2024 được 54 tuổi tính theo dương lịch và 55 tuổi tính theo âm lịch. 2. Màu hợp tuổi Dựa trên mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc, nam mạng sinh năm 1970 thuộc mệnh kim nên sẽ hợp với những màu sắc thuộc hành kim và hành thổ. Cụ thể các màu sắc đó bao gồm trắng, đen, xám, vàng, nâu, vàng đất. 3. Canh Tuất 1970 nam mạng có phạm Thái Tuế không? Năm Giáp Thìn, nam canh Tuất 1970 phạm xung Thái Tuế. Cần chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe, tích cực làm việc thiện để giảm nhẹ vận xui. 4. Canh Tuất 1970 nam mạng có phạm Tam Tai không? Năm 2024, nam canh Tuất 1970 không phạm Tam Tai. Năm canh tuất 1970 nam mạng có phạm kim lâu không? Hạn kim lâu được tính dựa trên tuổi mụ chia cho 9, nếu số dư sau phép chia là 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó đang phạm kim lâu. Theo cách tính này thì canh tuất 1970 nam mạng năm 2024 phạm kim lâu thân. 6. Canh tuất 1970 nam mạng có phạm hoang ốc không? Hoang ốc là hạn chủ về việc xây nhà cửa. Năm 2024, nam canh tuất 1970 thuộc tứ tấn tài và không phạm hoang ốc nên việc xây nhà cửa sẽ giúp làm ăn phát đạt. 7. Tuổi canh tuất năm 2024 xây nhà được không? Năm 2024 nếu muốn tiến hành xây nhà thì gia chủ tuổi canh tuất nam mạng nên mượn tuổi đẹp làm nhà. Bởi trong năm giáp thìn Nam canh tuất 1970 không phạm tam tai, không phạm hoang ốc nhưng phạm kim lâu. Theo kinh nghiệm của người xưa, vào năm gặp hạn này thì nên mượn tuổi đẹp để làm nhà. Trên đây là tất cả những thông tin chi tiết liên quan đến tuổi sông nhà và tử vi canh tuất 1970 mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn. Chúc quý bạn tuổi kỷ dậu có một năm mới tràn đầy may mắn, tài lộc phong phú và thành công trong sự nghiệp. Nếu thấy hay, Hãy share, like và comment cho bạn bè cùng xem nhé.